Minh Triệu đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Challis Agusti Pailand. Đây là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Và tên của thương hiệu này cũng gắn liền với tên của nhà sáng chế ra chiếc đồng hồ này. Challis Agusti Pailand là một nhà chế tác đồng hồ. Và ông nổi tiếng với những cái phát minh ở thế kỷ 18 mà có thể kể đến như là một cái bộ phận của chiếc đồng hồ. Đó chính là cái chi tiết escapement, là cái bộ phận cáo hồi. Đó, cái chi tiết này thì có khả năng chống lại từ trường. Và đây là một trong những cái sáng chế rất là tuyệt vời của ông. Và nó có cái sự đóng góp rất là to lớn cho ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Đã có rất là nhiều những thương hiệu đồng hồ dựa trên cái sáng chế của ông để tạo nên cái sản phẩm cho riêng mình. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc Challis Agusti Pailand với cái đường kính khá là lớn là 42mm. Độ dày chiếc này là khoảng độ 10mm với cái phần thân được thiết kế tạo hình dạng hình đồng xu, cùng với cặp lung càng thiết kế tạo hình rất là đặc biệt. Anh em thì thấy ạ, nó gần như là tách liền ra với cả phần thân vỏ, rất là đẹp. Bên trong mặt số của chúng ta thì nổi bật thì sẽ là cái hệ thống các cái bánh răng con ngựa của bộ phận cơ khí chuyển động rất là sinh động. Với thiết kế skeleton lộ máy như này thì nó sẽ phô diễn ra những gì tinh túy nhất của một cỗ máy cơ khí. Chiếc này của chúng ta được trang bị mặt đeo màu trắng, được đánh những cái vân dạng tia nắng tỏa ra từ trục trung tâm. Và với thiết kế skeleton này thì anh em có thể nhìn thấy những cái dao động của đồng hồ này, ví dụ như là cái vị trí ba lần wheel. Đó, nơi này chúng ta sẽ có bộ phận thoát như là bánh xe gai, con ngựa và bộ phận vành tóc. Chúng ta sẽ có vị trí góc 5 giờ là ổ cót của đồng hồ, bộ máy rất là đẹp. Vị trí góc 3 giờ thì sẽ là dòng chữ Challis Agusti Pailand, cùng với năm ra đời thương hiệu, đó là năm 1888. Bên này góc 9 giờ chúng ta sẽ có WatchArt Swissmade, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ với bộ kim nung xanh rất là đẹp. Mặt kính sử dụng trên chiếc này vẫn là một cái mặt kính sapphire nguyên khối giúp anh em tránh được vết xước. Toàn thân là thân thép không gỉ, thép 316L. Và với cái kích thước của chiếc này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với anh em cổ tay to. Bởi vì với cái size 42 cùng với cặp lung càng và cái độ dày này thì chắc chắn rồi anh em tay nhỏ có thể bỏ qua nhé. Vị trí góc 3 giờ thì sẽ là một núm điều chỉnh thời gian với thiết kế khá là ấn tượng. Tạo hình cạnh khía răng cưa núm này sẽ giúp anh em dễ dàng lên cót tay. Và khi anh em lên cót thì chúng ta có thể thấy là vòng cót nằm tại góc 5 giờ nó sẽ co lại, nó siết lại dần nhé. Thì với thiết kế này lộ cót thì chúng ta có thể biết được thời lượng chữ cót còn nhiều hay ít để chúng ta có thể nạp năng lượng cho đồng hồ. Đi kèm với đồng hồ chúng ta sẽ có sợi dây da cá sấu màu đen cùng với cả một bộ khóa thiết kế dạng đóng gập. Đi kèm với cả sản phẩm thì sẽ là một bộ máy. Đây là bộ máy rất là tuyệt. Bộ máy sử dụng trên nền tảng của máy ATA 2824. Bộ máy 2824 huyền thoại với các thiết kế được hoàn thiện hơn như là những cái vân đánh xoáy, cùng với thiết kế skeleton luôn cả quả băng với dòng chữ là Challis Agusti Pailand. Chúng ta sẽ có ở cái vị trí phần đáy thì các cái chi tiết nó sẽ được hiển thị rõ ràng hơn như là vị trí bánh xe cân bằng. Phần đáy của chúng ta thì được cố định bởi rất là nhiều những con ốc vít nằm tại các cái điểm khác nhau. Và với thiết kế này thì nó sẽ làm chiếc đồng hồ chúng ta nó tăng khả năng chống nước cũng như là khả năng chống sốc cho chiếc đồng hồ chúng ta hơn rất là nhiều. Ở phần đáy của chúng ta thì cũng được khắc những cái dạng la răng để nó ăn khớp với cả phần thân vỏ, tạo ra hiệu ứng tông xẻ tông. Chúng ta sẽ có dòng chữ là Challis Agusti Pailand 1888, sorry anh em. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm này. Squidmate là Sapphire Rito và Water Resistance trên chiếc này là 50 TM, độ chống nước khá là cao. Và với chiếc Challis Agusti Pailand này thì một thương hiệu khá là nổi tiếng của Thụy Sĩ, sở hữu bộ máy ATA cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Và chiếc này bên mình về với tình trạng là chỉ còn đồng hồ, giao lưu lại với anh em mức giá chỉ 18 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh và cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Các sản phẩm bên mình bán ra thì cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng thì bên mình sẵn sàng đi thẩm định của anh em nếu anh em có nhu cầu tại Hà Nội. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu đồng hồ hiệu.